kiểu em sống nội tâm một chút, nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là người khác mà về nhà em mới được là chính em, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Nhay là em sẽ làm mặt lặng nè, à. Nhay nữa là em sẽ giận luôn. Anh không thích nhay nhiều. Anh nói em thôi, đúng rồi. Yên tâm đi, về anh nhay nhay chút em hết nóng rồi. Ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi, có ấy không có gì đó. Ẻo à, công. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh. Dạ, chào cô Hồng Vân. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận 4 và đang làm việc ở bên quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư ạ. Khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? Dạ em làm bên an ninh ạ. Xin mời nhà gái. Dạ lời nói đầu tiên con em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người, và chào anh Quỳnh Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trầm Phương Kim Thi, nên em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dạ em buôn bán nước hoa kinh doanh online ạ. Dạ em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Cái câu cũng bà rất đúng luôn. Hợp với em luôn, hợp với em. Vậy là hợp rồi, coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Và nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi. Vui vẻ và hòa đồng. Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. Dạ, không? Dạ, không, cũng ít ạ. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi. Nhưng mà kiểu là uống chút chút, kiểu xã giao là chính rồi. Kiểu em sống hơi nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Sống điên điên khùng khùng nhay nhay. Dạ, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. Ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Rồi, mời nhà gái. Mình. Dạ, ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa. Đẹp đúng không? Dạ, vâng. Dạ, khuyết điểm của em là nóng tính. Nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ, khùng khùng điên là em... Nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặng à. Nhây nữa là em sẽ... giận luôn, anh không thích nhây nhiều. Đó, nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc gì vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ nữa. Tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếm nữa kéo gàm đi. Xúc em kéo. Mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn okay. Nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Em thì chính thức là có hai mối tình à. Một mối thì vài tháng. Và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm thì... Quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ. Xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Dạ trong khách sạn nè. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn đó anh. Chứ không, chứ lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm. Chứ tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết mặt thời gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn. Ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi. Trời đất ơi cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa... nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Chào em. Dạ, chào cô tự Hồng Vân. Tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, vừa dâm là sao trời. Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói là... Nói chứ Phúc mà ổng đi buồn lắm, tại vì có nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy. Đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, họ không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi. Em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục. Chênh lệch quá đúng chênh không? Chênh lệch quá. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Bên đây mình tình yêu ra nè. Dạ chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Có mối tình nha. Nào chưa? Cao nha, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ.
Lý do sao chia tay? Tại anh ấy hung hãn quá, với lại là hung hãn hả? Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Ê, bỏ anh ghen đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Thì cũng có BD nữa chú. Đôi BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp, rồi giỡn giúp vuốt được. Trời ơi, sau này nó nhiều tật quá vậy trời. Trời ơi, trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gắng, con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Con chứng minh tội nghiệp người ta không ơi? Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, nó lại bủ phu không dữ, em không thích. Ừ. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lợi. Ừ, cũng 50-50 ạ. Ờ, 50-50 ạ. À, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Quá ưa nhìn luôn. Vừa người, dạ, hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đình. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, giống mẹ em là được rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. Dạ xin chào hai MC. Tôi chào là chú ạ. Chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Con về tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa gái hai cha hai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai cha mà cũng tốt, chú không có gì. Chú ai lớn tuổi hơn? À, chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. Trời, giống là hay quá rồi. À, đó. Thì được rồi chú ha. Ờ. À. Cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi với ai? Em đi với mẹ em, rồi. Với lại một người anh của em. Chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Bên gái quá dễ thương. Thì có như đó thôi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Đáng nha, đáng nha. Bắt đầu đi. Dạ. Tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn nè. Mong bạn sẽ thích. Chồng bạn đi lúc mà mình buôn bán nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn nè. Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Để con ông lầy cỡ nào nhặt lên con lầy nào nha. Dạ thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê. À, em xin phép rồi. Ông già hết. À. Vậy nó phải là nhảy. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp không? Ồ, nhảy còn mà khi nào có... tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Ồ. Lady first đi, em nói trước đi ạ. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như trong bạn rất là xinh. Yeah. Rất là dễ thương. Có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Yeah. Yeah. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy có thời gian mình đi chơi không hay là tiền? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm mà anh, mình chỉ... anh yeah. Anh đi anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Vậy bạn có hay nhậu không hay là không? Cũng ít lắm, thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Mình thì mình thích cà phê là chính, mình hay đi cà phê mình lắm. Rồi coi phim cũng mình, cho nên là do mình nhiều quá nên hôm nay là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thì bạn thích đọc sách đó mà, thế mình đúng rồi, mình cũng anh, thích anh
Anh thích đọc sách. À, anh cũng thích đọc sách. Em nhìn mà anh là em có thấy anh gian hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có muốn nhìn trai giống cậu em. Vậy là mà con già lắm hả chú? À? Mà con già lắm. Không phải, con nét mặt trẻ có duyên. Nhìn coi có thấy gian không? Có ấy không, có gì đó. Ẻo và cong. Có không? Không. Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng đúng tính, yên tâm đi về, nhây nhây chút em hết nóng rồi. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phô, anh về anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em thích. Dạ, anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Mẹ của em á, là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi. Rất là trùng hợp luôn. Ồ, vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Bây giờ để ta cứ bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn à. Đó. Rồi con xin phép gia đình cho con hung nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ, vậy con xin phép cô chú cho con được hung bạn à. Anh hung em tí nhé. Ngoại hình thì cao hơn em chút ạ. Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói thì đâu nguyên đầu chậm cũng được. Mẫu hình của em thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắt khe quá đâu. Sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là được. Chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất để kinh tế được. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất tiếc, và chắc chắn là trên sóng truyền hình có nhiều người sẽ hợp với người này và hợp với người kia. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi, xin mời nhà gái. Đây đây em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi, chào, xin chào bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi bạn gái, em giới thiệu về mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp và kế toán ạ. Rồi, mời em trai ơi. Dạ, em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 35 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Long? Ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt, biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Còn cái điểm yếu của em thì em hay hơi nóng tính, hay tin tưởng người quá. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cọc tính. Wow, nhìn mặt về mà cọc hả? Cọc là cọc cỡ nào? Cọc cũng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ, quen được 2 năm ạ. Ừ, lý do tại sao chia tay? Là thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Bên em có mấy mối tình? Dạ em thì có 3-4 mối tình rồi. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. À, xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Có chút chút ạ. Trong phạm vi cho phép thôi. Phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu ha.
Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ. Cao hơn trên mét 7 ạ. Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Đúng ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đơ nguyên đầu chọc cũng được. Thấy vui rồi đó nè. Phải qua cản liền có cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta nghĩ sao mà vừa móm mà vừa hô được không? Chào em, chấp nhận cạo đúng không? Cạo đầu đẹp trai đúng không? Giống Phan Đình Tùng ạ. Không, mẫu người lý tưởng là Phan Tùng dạ, đúng không? Mẫu người là lý tưởng là anh Quỳnh Linh ạ. Mẫu người lý tưởng là anh Quỳnh Linh đó là có chút hói cạo luôn đi, cạo đầu đi. Anh có hói không nè, coi có hói không nè. Anh hài hòa không đẹp không hói. Em giống anh không? Mẫu hình của em á thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắt khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống có tình cảm, sống thủy chung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Chung là cao 1m, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 ạ. Hơn luôn. Nói chứ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai anh chị tham gia chương trình, khán giả trong trường quay. Nói chung là em cũng chưa yêu nhiều nên cũng chưa đánh giá được gì nhiều, nhưng mà em thấy chị này hiền và đẹp, hợp anh Long ơi. Gặp em nhấn nút không? Dạ nhấn. Nghe vậy là hiểu à ha, hiểu à ha. Em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và bạn thân ạ. Kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Kính chào cháu trai trên kia, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Nói về khuyết điểm con gái thôi thì trước mắt là tôi nói cái khuyết điểm trước, cháu là làm người chậm, tính cộc tính. Còn về ưu điểm, cháu hiền lành, hiếu với cha mẹ, cẩn thận, tính gọn gàng. Còn riêng cháu trai thì chú nhận xét như thế này, đối với chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phú ạ. Chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái, là cháu Hằng là con gái đầu của chú. Nếu hai con mà có duyên với nhau thì cho một cơ hội để bấm nốt, thế thôi. Rồi. Xin chào chương trình. Rồi. Cảm ơn bố. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Trời. Em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em? Dạ em cũng có món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em. Con mở quà đi cưng. Bỏ phố thì tranh thuê. Cái này thì em mới thuê được 50% thôi, nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại. Ok cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, thôi đưa anh coi anh cất kêu cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ anh tôi cũng quà tặng. Anh có một cái đồng hồ cũng gửi tặng em, thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Yeah. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để em cầm cho mình. Ừ em nói ý nghĩa đi. Đồng hồ tượng trưng thời gian, và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh ạ. Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mơ mong ước của em, là nhìn anh rất là hiền lành. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao hả? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Dạ có, gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn. Thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều, nhưng mà anh sắp xếp được hết. Một tuần anh có thể thăm em một lần. Anh cũng ở rất là xa, chứ không phải là ở gần đây. Nhưng nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống cho anh thăm anh được. Dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Anh làm chủ cái công việc kinh doanh của anh. Dạ đúng, đúng rồi. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ thì em cũng đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Bây giờ là mình bước tới cô gái, mình hát bài nào đó. Đó. Dạ.
Đúng rồi. Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em á, thì anh thật sự là cũng rất là rung động. Và em cũng có một bài hát. Từ khi anh chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi. Hiện nay em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Em là người hỏi và anh là người trả lời. Rồi em kia ra câu anh hỏi. Anh ơi. Anh ơi. À, anh có thấy em quen không? Có. Là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã có thấy em có quen không? Có, anh có, hình như là anh có một cái gọi là con giấc vang nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào. Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á. Mình nhìn anh giống đống con rể tương lai của mẹ em. Mình nhìn anh giống đống con rể tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm. Thích thì mình bấm, không thích thì không cần bấm. Một, hai, ba. Đó, tôi nghe hai cái cạch rồi. Yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Xin phép bố mẹ cho hôn em luôn. Dạ, em xin phép gia đình cho hôn bé một cái à. Em giữ hết. Dạ. Rồi. Chúc mừng các bạn. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em. Em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá. Cặp này được nè. Cặp này nhiều khi họ cưới sớm đó. Thấy rất là có duyên phận với nhau rồi đó. Bây giờ mình chúng ta cùng gặp cặp đôi thứ nhì đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Thôi có cái gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với cả quý vị khán giả và cả anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào ha. Vâng, okay. Các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em gửi tới người. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử laser bên xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè, em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. À, quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và
tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay là được. Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps này. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm anh ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai rồi lắm được hai tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sao quen hai tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ, em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được một năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là một năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào chị Hồng ơi. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện gia đình được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên dạ. Đàn gái. Dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có ý chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. Chúng ta nếu mà lấy nhau đó thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3-4 năm gì đó. Mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn dạ. Em ở đâu? Em ở thị trấn Thạch Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Vâng. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai ở với tớ cũng lâu rồi. Công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em. Nhưng hàng ngày Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Và ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bỏ ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó, ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty.
Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn á. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng những cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn, mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào, thì em còn chăm lo cho em và nói với em. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. Hôm qua anh có nhậu say tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được, nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lựa chọn em đây. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc nên cùng khán phòng cùng nghe. Vâng ạ. Dạ, em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia, anh có hay bị không say à? Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... Anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ. Nữ á, dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? Dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. Dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn là em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu với chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Không. Thôi. Em hiểu rồi. Câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Vâng. Anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật.
thì mới có gì bỏ qua nhau và không có vấn đề đấy, em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng không? Đó, em chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt, thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở, mình được làm một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gọng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức. Nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình 20 giờ đó cô. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiện về giữa đêm. Anh cô chạy đến bên mà sao xa mãi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em chào anh Linh, em chào chị Vân. À em. Toàn thể khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây... Bên đây tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy, năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là biên tập viên trong một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được. Và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ đó nha. Nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà như giặt giũ, chén bát nhà cửa đồ lo được. Nếu của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là rụt rè. Dạ, gặp đối phương thì em nhét. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không Đức? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút mà rồi bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè.
vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Rồi, dạ. Trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Như vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi, con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ á cô. À vậy hả, sống nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ, chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia dạ, nọ. Dạ, dạ ừ. Đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa? Cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Ừ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối đầu tiên thì hồi cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa ở đó, bây giờ Đức yêu vẫn xa. Ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Ờ, con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách. Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. À, chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ, 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 dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn chút xíu. Dạ, tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập đâu. Sao nữa nè? Dạ. Con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa sọc sọc ngang ngang á. Yên tâm quân đội là mấy cái đó khó. Dạ, gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là thôi, sợ điều đó. Vô tâm mà lừa dối tứ độ tường nữa thôi. Dạ. Bó tay rồi. Để tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ độ tường không? Sao mà tứ độ tường? Dạ, hỏi chi câu này? Mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Ừ, không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này không. Chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức mẹ. Giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái không cần... Phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa vừa người đúng dạ, không? Dạ, vừa người. Có luôn. Quan tâm cho người... xung quanh đúng xung không? Quanh. Có luôn. Rồi có phải về làm dâu không? Dạ, tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ, nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay đi, là... Mình đi với ai? À dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn thân. Cưng. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy. Nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng. Thì cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Vi rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. À, chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là duyên thì cứ nhanh cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Rồi, em đi với ai? Dạ em đi với Dượng của em. À Dượng. Đồng dạ, nghiệp Dượng. Của cơ quan của em. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi xong rồi mời thủ trưởng. Thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ dạ dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền. Nhà thì có hai anh em. Mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ, cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân.
Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông, mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Thôi bây giờ mình nói nha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên, quà đi nữa nè, trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà nối là mình biết là có tín hiệu rồi đó. Mua quà này. À dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là đặc sản của quê em. Thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. À, và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều. Tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình, đặc biệt là nói lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ, cái này món quà của em làm thì... đây là nó là hai cái trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn, còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Đó nha. Thì lần đầu tiên anh gặp em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó, sự chân thành. Mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ? Nói lớn lên coi. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vượt với nhau đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ, quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ. Dạ như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Đức mong gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh. Dạ. Thôi. Không vậy trời ơi. Mà hát muốn dành tặng cho em. Ây dạ. Ngày hôm nay. Dạ dạ em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiến về quay hát thôi nghe. Nắm tay hát rồi. Đúng rồi, đó thoải mái lên. Mình nhìn quay. Lên nào. Nắm tay rồi hát rồi coi. Mình giao luôn. Xin được hát tặng em bài Hình Bóng Của Mây. Nữ đứng lên luôn đó. Dạ. Cho bạn có khí phách coi. Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không. Hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương. Từng giây phút em đêm chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui, cùng nỗi nhớ ghép lại những lạc đầu, mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bận chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại giờ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại.
chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Trời ơi, yeah, quá dữ luôn. Hay quá à. Dạ, quá dữ. Anh hát hay quá. Rồi, dạ, đáp lại liền, em gái. Nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hò một cái điệu hò ở miền Tây thôi ạ. Hò thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Hò chứ mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Hay. Trời ơi. Ừ. Dạ. Hò cũng hay mà. Dạ, em cảm ơn anh. Bấm nút được rồi đó Linh. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nào, trời tay Linh nhau ơi. Linh Vân nghe hai tiếng cạch cạch mà nó Vân thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á, thực sự mà nói luôn. Hai nửa trái tim nó đã hòa là quyền với nhau ha. Rồi, bây giờ là đến màn hồi hộp nhất. Đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người con gái của mình. Bén tóc nhẹ nhàng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Bên má mẹ đó. Má nào cũng được. Nhẹ nhàng lên Vân. Để tự trẻ nó làm đi Vân. Mà nó đang rối nên mình phải chỉ. Không, ở má. Ở má mọi người ơi, ở má chứ không phải là ở trán. Ở trán là giống như là anh hung em hoặc là cha hung con vậy đó. Còn đây là ở má. Rất là cưng, nhẹ nhàng thưa quý vị.